Chào mừng anh chị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Trần Hải Vua Pha Chế. Trong cái video clip này, Hải sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn một loại đồ cực kỳ là có giá trị. Các anh chị đừng bỏ qua cái clip này. Đang trong thời gian trên thế giới, chúng ta đang nỗ lực và đang gồng mình lên để chiến đấu lại cùng Covid. Lúc này có tên là Covid Defense Cocktail. Đây là một loại ly cocktail. Và là thực sự các bạn, nếu mà gì chuẩn nghĩa cũng như là cái giá trị Hải mong muốn mang cho các bạn, ngoài việc thưởng thức một đồ uống rất là chất lượng, nó còn có khả năng chống lại và tiêu diệt Covid. Đồ uống này chúng ta cần những nguyên liệu sau, các bạn lưu ý đấy, có rất là nhiều nguyên liệu. Đầu tiên chúng ta cần đó là chanh, các bạn cần một chút bạc hà, lá bạc hà, chúng ta cần sả tươi, chút mật ong, một chút đường nước, một xíu đường vàng các bạn nhé, và hai loại rượu chúng ta sử dụng trong cocktail này đó là một loại vodka. Các bạn có thể sử dụng vodka kiểu Nga hoặc là vodka Hà Nội hoặc vodka Việt Nam, vodka men cũng đều được, nhưng hôm nay Hải sẽ dùng Stolik Laya, một loại vodka của Nga, và một loại rượu nữa có tên là Quanh Chô. Cuối cùng các bạn cho thêm một xíu đá. Đó. Trong cái ly cocktail này Hải sẽ sử dụng hai phương pháp là phương pháp dầm và với lại phương pháp shaker. Sau khi các bạn có nguyên liệu rồi, chúng ta sẽ tiến hành làm cái ly đồ uống này luôn. Đầu tiên các bạn sẽ cắt chanh và chúng ta sẽ dầm chanh với đường và mật ong. Đó. Chúng ta sẽ bổ cắt chanh theo miếng bổ cong thế này. Các bạn cắt lấy 5 miếng. Sau khi các bạn cắt chanh ra miếng bổ cong, các bạn bỏ những cái hạt nó đi. Bởi vì nếu như các bạn để hạt mà dầm, lúc đấy nó sẽ bị ly đồ uống của chúng ta sẽ bị đắng. Năm miếng chanh như này là tương đương khoảng độ 1/4 quả chanh. Sau khi cắt chanh xong, các bạn sẽ cắt đến sả. Sả các bạn làm sạch, sau đó các bạn cắt chéo. Chúng ta sử dụng hai củ sả là vừa. Đây bạn, chúng ta có chanh và sả. Chanh có tác dụng làm sạch cổ họng, sả có tác dụng làm ấm cơ thể, giữ ấm cơ thể. Và như các bạn biết, Covid thì nó sẽ bị tiêu diệt ở cái hàm lượng pH là 8.5 trở lên. Cho nên chúng ta uống nước chanh và ăn sả thì có khả năng là làm chết Covid. Sau khi bạn cắt chanh sả xong, chúng ta sẽ vắt nước chanh. Vắt chanh các bạn cũng phải như vậy, cứ có một cái hạt nào cắt bị đứt làm đôi, vì vỏ chanh ở trong cái lõi hạt chanh có rất nhiều tinh dầu, các bạn cần phải gạt đi trước khi vắt, nếu không sẽ bị đắng. Vắt chanh tránh bị đắng, các bạn không tì quá mạnh, các bạn không tì vào đây quá mạnh, tì vào cái vỏ nó sẽ bị ra nhiều chất, nó sẽ bị đắng. Các bạn cũng quá trình vắt chanh, các bạn cũng không cần thiết là chúng ta phải lăn vỏ chanh như này. Đây mình tận dụng nhìn đấy. Vậy là phần sơ chế chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần
dầm chanh và đường. Các bạn sẽ cho xả. Đường hạt. Các bạn cho 2 thìa cà phê. Đây là thìa chanh, các bạn cho hơn 1 thìa chanh. Các bạn sẽ dầm xả với đường trước nhé. Sau khi dầm xả với đường kỹ rồi, lúc đó chúng ta mới cho chanh vào dầm sau. Chúng ta dầm chanh, xả với đường bằng cái dụng cụ chuyên dụng. Nếu các bạn không có dụng cụ chuyên dụng như thế này thì các bạn có thể sử dụng bằng những cái chày, chày nhỏ các bạn có thể làm được. Hoặc ở những vùng mà các bạn khó khăn trong việc mua, các bạn có thể là lấy một cái cây củi khô, các bạn đẽo thành cái chày như thế này. Đó, các bạn dầm. Mục đích của việc dầm xả với đường cho chúng ta cái hương vị, nghĩa là tinh dầu xả sẽ được chiết xuất ra cái cốc này. Và cái cốc này sẽ là cái cốc mà chúng ta dùng để phục vụ khách luôn. Các bạn đừng đập đây nhé, đập đây bị vỡ đấy. Đập nhẹ thôi. Sau khi dầm xả và đường, các bạn sẽ cho chanh vào dầm tiếp. Đây là một ly đồ uống mà nó rất là tropical. Với nguyên liệu như thế này, các bạn có thể uống ở Việt Nam, uống ở các đất nước châu Á. Và các bạn lưu ý trong những vùng dịch, đặc biệt như châu Âu, châu Mỹ, chúng ta nên làm để uống, để thưởng thức cái đồ uống này. Đây, đồ uống này có tên đã là Covid rồi, Covid Defense Cocktail. Đây là một loại đồ uống tiêu diệt được Covid. Sau khi các bạn dầm chanh và xả đường xong, các bạn để bên cạnh. Đó. Bây giờ đến lượt chúng ta sẽ đong và lắc nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là mật chanh, mật ong. Đường nước. Quay trô. Vodka các bạn. Vodka các bạn cho một shot, một cho 40ml, nhiều hơn cho 50ml cũng được. Ly này mình làm 50ml. Bây giờ cái việc cuối cùng là chúng ta kết hợp hai loại đồ uống này, hai nhóm nguyên liệu này, như nguyên liệu dầm và nguyên liệu cho mình lắc. Các bạn nhớ là trước khi lắc chúng ta cần có chút đá đúng không ạ? Lắc mạnh từ 8 đến 10 lần. Về nguyên tắc pha chế cocktail lắc đó, khi bạn lắc xong cái đá ở trong này sẽ không cần dùng, chúng ta sẽ phải lấy đá mới cho vào đây. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải đổi như thế, vì đây là một cốc
cocktail mà chúng ta có thể uống trực tiếp với cái loại đá mà nó có hương vị, hương nguyên liệu ở trong này. Cho nên các bạn theo như Hải thì các bạn sẽ dùng luôn cái đá trong này để mình chúng ta uống luôn. Chúng ta chuẩn bị hoàn thành một ly đồ uống này rồi. Các bạn chỉ cần cho thêm một vài lát chanh vào. Gần như chúng ta đã hoàn thành ly này, chúng ta chỉ cần thêm hai thứ nữa thôi, đó là một chút đề co, ống hút và một vài lá bạc hà. Các bạn có thể dùng một nhánh bạc hà, hai ba nhánh bạc hà không vấn đề gì cả. Chúng ta vỗ nhẹ để cho bạc hà lên một chút tinh dầu, sau đó chúng ta cho vào ly uống này. Trong quá trình uống ly này, các bạn có thể là hướng dẫn khách, nói cho khách biết là chúng ta có thể dí cả lá hà vào trong, chúng ta dầm nhẹ lên để cho thêm mùi nữa, cho nó thêm mùi. Các bạn có thể là cài một quả sherry ở đây, nhưng mà hôm nay Hải chưa chuẩn bị được sherry cho nên là Hải để một lát chanh nào. Bởi vì trên một cái cấu trúc đồ uống thì các bạn nhìn thấy là nó có phải kết màu, màu sắc được kết hợp hài hòa, tức là có màu xanh, có màu trắng, có một chút màu đỏ, có một quả sherry đỏ đây thì nó khá là bắt mắt, nhưng không sao. Đấy, như vậy là Hải đã kết thúc một ly đồ uống có tên là cocktail COVID Defense Cocktail. Và một lần nữa Hải cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, follow kênh, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong cái video này Hải hy vọng rằng là sau các bạn xem video này, các bạn sẽ làm một ly đồ uống chúng ta thưởng thức ở tại nhà, mời bạn bè của mình, cũng như là cái ly đồ uống này bạn có thể là ứng dụng ngay lập tức để chúng ta đưa vào trong cái menu để chúng ta bán hàng. Bởi vì đây là những đồ uống nó, đây là những ly đồ uống nó cực kỳ tiêu chuẩn và rất là ngon các bạn nhé. Nó có hương thơm được kết hợp rất là hòa quyện giữa quanh chô, vodka, đường, một chút mật ong và vỏ chanh và xả. Nó thực với các bạn, đây là một trong những ly đồ uống mà Hải đã nghiên cứu, nó cho ra cái vị cực kỳ là Việt Nam, rất là đặc trưng, hương thơm rất đặc trưng của Việt Nam, đó là mùi của vodka, mùi của chanh kết hợp với bạc hà và một chút xả. Thì theo như Hải thì các bạn nên thử nghiệm loại đồ uống này, và đặc biệt là chúng ta uống cũng như là cho khách hàng đã được trải nghiệm đồ uống mang tên là COVID Defense Cocktail. Một lần nữa Hải cảm ơn các bạn, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo của Trần trên kênh Trần Hải YouTube.